chọn mục thêm giao diện khác trong thư viện WordPress với 2500 mẫu. Thì chị vào trở lại cái mục giao diện này. Thì đây là những cái giao diện mà nó có sẵn khi mình cài đặt cái bộ suột WordPress đầu tiên ha anh chị. Ba cái giao diện mà hiện tại thì mình đang chọn cái giao diện là 2016. Còn những cái giao diện đây là cái giao diện đây là 2015, còn giao diện đây là giao diện mới 2017. Nhưng mà như mình nói ngay từ ban đầu thì cái giao diện này nó chưa phù hợp cho các anh chị mới bắt đầu. Nó có những cái thành phần đòi hỏi anh chị phải có cái trải nghiệm về WordPress thì mình mới thao tác được dễ dàng được ha. Bây giờ mình không thích cái giao diện này nữa, muốn có một giao diện khác nó đẹp hơn thì anh chị nhấn vào chữ thêm mới này. List server ha. Đấy, nó được sắp xếp ví dụ nổi bật những giao diện mà nổi bật. Nổi bật là những giao diện mà đưa rất nhiều người đăng ký anh chị, người ta đăng ký, người ta kích hoạt, người ta xài, người ta thì sai đó. Là phổ biến. Đúng không? Là mới nhất được cộng đồng WordPress người ta up lên cái thư viện của WordPress mà đạt chuẩn hoặc là yêu thích. Thì ở trong đây nó có hiện tại là nó tới 4.416 cái giao diện. Đây là ví dụ như phổ biến nó có 2.400 này, mới nhất thì là 4.400. Dĩ nhiên là cái thư viện nó cũng trên 10.000 cái giao diện anh chị, nhưng mà những cái giao diện mà nó không được update thường xuyên, giống như nó không đạt chuẩn cái chuẩn mới bây giờ, giống như là chuẩn mobile đồ vân, thì WordPress nó cũng loại trừ ra. Trong này thì nó có một cái giao diện mà tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thực hành để mà mình đi, giống như là đi từng bước thang để các anh chị có tâm thế để mà anh chị học một cách nó nhẹ nhàng mà nó không cần phải giống như là bội thật anh chị. Chứ còn anh chị mà chọn một cái giao diện bất kỳ trên đây thì nhiều lúc nó đòi hỏi cái tính năng cao đó. Một số giao diện thì mang tính chất thì giống như có thể là nó giới thiệu, sau đó cần phải mua thêm một số cái tiện ích nữa mà nó hoàn chỉnh ấy. Thao tác trên những giao diện đó cực kỳ khó anh chị, chỉ anh chị rồi, nhưng mà anh chị ra một cái giao diện khác thì anh chị không có hình dung được thao tác nó như thế nào. Thì tôi sẽ chọn cho anh chị một cái giao diện mà giúp anh chị có những như mình trải nghiệm cái WordPress một cách hoàn hảo nhất, mình nắm được cái cách vận hành của cái WordPress. Thì cái giao diện nó mang tên là TRÊN, chị đánh ha, anh chị nhập cái giao diện nó mang tên là TRÊN, anh chị search nó, anh chị nhấn enter đây. Chị có thể xem trước ha. Xem trước. Rồi, chúng ta cài đặt thôi. Chúng ta cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta trở ra một giao diện và chúng ta kích hoạt nó lên anh chị. Rồi, chúng ta nhấn vào chữ kích hoạt. Là nó đã thay thế cái giao diện 2016 rồi đó anh chị. Mình qua cái giao diện khách hàng xe 5. Nó đã đổi cái giao diện mình rồi. Thì cái giao diện thứ hai này nếu mình không tinh chỉnh nó thì mình cũng thấy nó không được đẹp. Thì bây giờ mình tinh chỉnh thôi. Đầu tiên là banner, thay đổi banner thì anh chị trở lại phần design, giao diện, chọn tùy chỉnh. Rồi mình chọn là ảnh đầu trang, ảnh phần đầu trang đây. Mình ẩn cái ảnh này đi, thêm một cái ảnh mới, chọn cái ảnh này đó. Mình có thể tải thêm một số ảnh khác nữa anh chị. Mình có thể mình tải thêm một số cái ảnh khác nữa để mình cho nó cái banner nó ngẫu nhiên ha anh chị. Thì anh chị có thể thêm một cái ảnh khác. Và chúng ta có hai cái banner ha, cái ngẫu nhiên. Thì mình có thể mình chọn là số sắc ngẫu nhiên đây, random. Rồi ok, anh chị lưu và đăng. Sau đó mình qua bên đây mình nhấn F5, mình đã có banner rồi đó. Ví dụ như cái chỗ này nó có cái chữ được đẹp thì mình có thể mình xóa cái, mình chỉnh sửa cái chỗ cái tiêu đề web này anh chị còn nhớ không. Mình vào cũng là mình tùy chỉnh nè, mình vào cái mục là nhận diện sai đây, mình tinh chỉnh lại và sẵn như cái khái gì đó cho nó khỏi khuất ha. Mình lưu và đăng, anh chị sẽ thấy được cái banner của mình. Rồi chị nhấn F5, mình có hai banner ha. Lúc nãy mình đã add hai cái banner thì nó xuất hiện ngẫu nhiên. Xong phần banner, chúng ta tới cái mục là bài viết. Hiện tại thì mình đã có 3 bài viết chưa có cái hình đại diện cho từng bài viết này. Thì bây giờ mình sẽ tinh chỉnh lại, mình thêm cái ảnh đại diện này cho từng bài viết thì nó sẽ hiển thị lên đây và nó sẽ đẹp mắt hơn ha anh chị. Cứ trở vào cái mục bài viết để mình tinh chỉnh thôi. Chị vào tất cả bài viết này. Rồi ví dụ như bài viết này, ví dụ thăng tiến bằng năng lực chưa có ảnh đại diện đúng không, mình chỉnh sửa anh chị nhìn xuống phía dưới
nó có là chọn ảnh tiêu biểu này anh chị, mình cũng tải tập tin lên. Tập tin lên thì anh chị chọn cái ảnh nào đó, anh chị kéo hạ nó vào rồi xong rồi xong chúng ta lưu lại, cập nhật lại. Sau khi cập nhật thì chúng ta qua cái giao diện của khách hàng, chúng ta nhấn F5 lại coi anh chị thấy không, đó nó có ảnh đại diện rồi. Tương tự thì chúng ta sẽ tinh chỉnh lại các bài viết khác để nó có ảnh đại diện cho nó hiển thị, cho nó đẹp ha. Sửa các bài viết khác, anh chị vào bài viết thứ hai thì chỉnh sửa, anh chị cũng vào kéo xuống phía dưới ha, anh chị kéo xuống phía dưới này, anh chị chọn ảnh tiêu biểu này, rồi mình thêm một cái ảnh khác vào, mình tải tập tin lên, sau đó mình thêm cái ảnh khác vào, như ảnh hai đây, ok, rồi chọn ảnh tiêu biểu. Thì lưu ý anh chị, mình nên chọn cùng một kích thước các ảnh đại diện, mình nên chọn một kích thước để cho khi mà nó view ở bên đây này anh chị, thì nó sẽ đều hết, nó canh đều hết cho nó đẹp. Chứ còn anh chị cứ mỗi cái mà anh chị chọn một cái ảnh tiêu biểu mà nó ảnh đại diện tiêu biểu mà nó một kích thước khác nhau thì vào kia nó sẽ lồi lõm và cảm thấy ở cái giao diện web nó không có được đẹp. Anh chị lưu ý ha, mình chọn cùng kích thước ha. Cho nên trước khi mình upload thì mình nên dùng một cái phần mềm chỉnh sửa lại kích thước ảnh. Ví dụ như trong website thì trong Windows thì nó có cái phần mềm là Microsoft Paint, nó cũng giúp anh chị giống như vào một website hay một website nào chị cập nhật. Tương tự thì anh chị để xem chỉnh sửa bài viết này là gì nữa, chọn ảnh tiêu biểu, chị tương tự chọn một cái ảnh thứ ba này, chọn ảnh tiêu biểu, cập nhật. Để thế là xong, chúng ta qua cái giao diện F5. Chị thấy chưa? Bây giờ chỗ đây nó còn thiếu một cái bài nữa, thì anh chị post thêm một cái bài nữa cho nó đầy đủ, cho nó đẹp ha. Giả sử như bài mới đầy đủ 4 bài cho nó đẹp, có gì hết. Rồi như, tôi cũng chọn cái ảnh đại diện của bài viết này luôn. Ta mang bài viết rồi, chị trở lại F5. Thấy chưa? Wow, rất là đẹp. Cái mục này là gì anh chị? Cái mục Most Popular, giống như là những bài đăng mà nó phổ biến. Phổ biến thì những cái bài nào mà được độc giả xem nhiều nhất thì nó sẽ tự động nó đăng lên. Nó đăng lên trên đó anh chị. Giả sử hiện tại nó có một cái bài, cái bài này là được xem nhiều nhất cho nên nó đưa lên rồi. Mình muốn đưa số bài khác nữa thì chị cứ click vào và nhiều lắm, 5-6 lần thì khoảng 5 phút sau thì nó sẽ thông web của mình nó tự động update và nó đưa lên. Đó anh chị thấy không? Bài này mình cứ click vào, giống như mình đóng vai trò là khách hàng mình xem ấy, mình xem cái bài đó nhiều thì nó sẽ update vào cái mục là giống như bài đang nổi bật. Wow, chúng ta đã có một cái giao diện rất là đẹp đúng không anh chị? Chúng ta thấy cái phần footer này anh chị, hiện tại nó còn có một hơn một phần nữa là nó còn trống. Thì cái giao diện web của cái website này anh chị thì nó có 4 cái footer, nghĩa là cái footer nó chia làm 4 cột. Footer nó chia làm 4 cột. Thì hiện tại nó chỉ có 2 cái cột đầu là nó có nội dung, còn 2 cái cột thứ 3, thứ 4 thì nó chưa có. Thì bây giờ mình tinh chỉnh cái phần footer cho nó đều đặn, cho nhìn nó đẹp mắt ha anh chị. Giao diện chọn widget. Rồi anh chị trở lại cái giao diện design, chọn widget. Cái giao diện web này nó tới 4 cái footer lận. Hiện tại nó chỉ có footer 1, footer 2, footer 3, footer 4 thì chưa có. Bạn ha, bỏ vào footer 3. Chỗ đây là video. Lưu thay đổi. Tương tự chúng ta làm cho cái footer 4 ha. Chị kéo văn bản vào và mình chọn giả sử như một cái ảnh nào đó ha. Rồi lưu thay đổi. Rồi vậy là xong anh chị. Mình nhìn lại cái footer của mình xem nó đã đẹp chưa ha. Anh chị trở ra cái giao diện của khách hàng F5 lại xem coi thử cái footer mình đã đẹp chưa. Đẹp hơn chút xíu rồi. Và là chúng ta có đầy đủ hết ha.
Giả sử như mình có rất nhiều bài viết nhưng mà hiện tại mình chưa bỏ vô trong cái thư mục nào hết, cho nên nó có một cái chuyên mục mặc định của nó là Uncatch Query. Thì bây giờ mình hãy chỉnh sửa lại chút xíu, mình chỉnh sửa lại cái chỗ chuyên mục chút xíu, bỏ nó vào trong cái chuyên mục. Thì chuyên mục nó nằm ở trong đây, có một quản lý chuyên mục này, anh chị thấy không? Anh chị edit nó lại, sửa, chỉnh sửa này. Ví dụ như chuyên mục chị sửa là, giả sử như đây là khóa học đi ha, khóa học, khóa học cho nó đẹp mắt chút xíu. Ví dụ đường dẫn, đường dẫn tỉnh thì là cái đường dẫn mà trên URL á, thì nói gì, cái này là anh chị viết không dấu ha. Nếu mà có nhiều từ thì có thể là chị cứ xóa, anh chị đỡ mặc mặc định cũng được, chị xóa anh chị đỡ mặc định thì tự động nó làm được nha. Đó, nó tự động nó làm cái đường dẫn này. Hoặc là anh chị muốn mà tinh chỉnh lại thì anh chị viết viết lại ha, khóa học. Thì cái chuyên mục thì lúc đó tất cả bài viết của mình nó được nằm trong cái chuyên mục. Giả sử như mình trong quá trình kinh doanh, mình kinh doanh hai nhóm sản phẩm, giả sử như sản phẩm khóa học và một sản phẩm là ví dụ dịch vụ và tên miền đi, thì những bài viết về tên miền tôi sẽ bỏ vào trong cái chuyên mục là tên miền. Thì chúng ta có thể tạo thêm một cái chuyên mục khác, thêm một cái chuyên mục khác, ví dụ như là mỹ phẩm đi, mỹ phẩm thì mình sẽ có hai chuyên mục, thêm một chuyên mục ví dụ đây mỹ phẩm, thì mình có một cái chuyên mục là mỹ phẩm. Thì hiện tại mỹ phẩm chưa có cái bài viết nào hết, thì mình viết một bài mới về mỹ phẩm, sau đó mình bỏ vào. Chị viết một bài viết này, thì lúc mình viết bài đó anh chị, mình viết một bài mới thì anh chị nhìn xuống phía dưới ha, rồi mình nhập tiêu đề, giả sử như đây chỗ đây là mỹ phẩm Hàn Quốc đúng không, ví dụ mình viết mỹ phẩm Hàn Quốc này, thì chỗ này anh chị nhìn, anh chị thấy này, mình tích vào ha, ví dụ một bài viết mà cho mỹ phẩm Hàn Quốc thì mình tích vào cái chỗ là chuyên mục mỹ phẩm Hàn Quốc. Một số cái giao diện thì cái phông chữ nó không được chuẩn, thì thường cái phông chữ nó nằm ở trong cái file này anh chị, file này, trong cái file là tập tin định nghĩa phong cách, thì chỗ này anh chị tìm đến cái từ là phong family, chị search là phong family, đó anh chị cứ tìm kiếm ha, tìm kiếm cái form family tới chỗ nào nó có chữ form family đây, nó có cái đây là cái hiện tại nó đang dùng cái form này, thì chị thay đổi cái cụm đầu tiên ấy là bằng cái chữ Ario hay gì đó, Ario, form chữ Ario, Ario đây là form Unicode anh chị. Mình cứ mình thay thế hết, mình nhấn xuống mình thay thế hết, ví dụ như đây nó đang dùng cái form này thì cái phong này nó không chuẩn cho tiếng Việt thì anh chị dùng audio. Lưu ý là mình chỉ thay thế cái cụm đầu tiên thôi nha, phần vẫn giữ lại cái phần dấu nháy ha anh chị. Rồi tiếp theo anh chị, mình chỉ cần thay đổi cái giá trị đầu tiên thôi, audio đó là cái giá trị phong mặc định, giá trị đầu tiên là phong mặc định, khi mình không có cái phong này thì nó mới lấy những cái phong khác. Rồi sau khi mình sửa xong thì anh chị lưu lại, lưu bản tin này thì những lỗi form sẽ được sửa chữa anh chị hết năm. Giống như cái giao diện đầu tiên anh chị thấy một số form nó bị lỗi, thì bây giờ mình sửa lại thì cái phong chữ của mình nó sẽ không còn lỗi nữa anh chị. Đó là chúng ta biết cách chỉnh sửa phong chữ. Thì đầu tiên anh chị muốn tinh chỉnh cái chữ nào thì anh chị copy cái chữ này, copy cái chữ đó ha, Ctrl C, mình copy lại cho nó chuẩn. Sau đó anh chị qua cái mục, trở lại cái mục là bản tin ha, bản tin. Sau đó anh chị mục giao diện, rồi nó có cái chỗ là sửa. Do cái bộ suột này nó được giống như nhà lập trình trên thế giới người ta viết ra, thì người ta viết bằng tiếng Anh, và cái dòng chữ đó nó được code cứng, nghĩa là nó được gán ở dưới trong những cái dòng code rồi. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy tìm ra cái dòng code nào nó chứa cái từ wordpress và chúng ta sửa lại bằng tiếng Việt. Thì nó nằm ở đây anh chị, trong cái mục sửa thì nó sâu ra hết những cái file code, cái file mà lập trình viên đã viết cho
cái giao diện này nó nằm trong những cái dòng code thuộc một trong những cái file này, thì mình cũng chưa biết là cái file nào. Thì nó cái này nó không có cái mẫu số chung anh chị, lưu ý là nó không có mẫu số chung, nghĩa là tùy vào mỗi cái bộ sụt và nó có nó sẽ đặt cái từ đó trong cái file nào ha. Có nhà lập trình thì người ta ở đặt cái chỗ cái file này thì là cái file function, nhưng mà có lập trình viên thì nó đỡ trong cái file khác, hoặc là nó đặt một cái tên gì đó. Đó là tùy vào mỗi nhà lập trình viên người ta đặt ha. Thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ dò từng file. Thì kinh nghiệm mình làm thường xuyên thì mình thấy cái file này là thường thường nó nằm trong cái mục là cái mục header. Chị search ha, chị thử search thôi. Sau đó mình cần đánh Ctrl S, mình click vô cái file là đầu trang, ví dụ như đầu trang mình đánh Ctrl F, mình search thôi cái từ đó thôi, nó có hay không đây anh chị, đúng không? Đó, đúng cái từ mà mình đang search luôn, phải đúng nha, chứ đừng có dấu phẩy phía dưới nha. Giống như cái từ này anh chị, anh chị thấy cái từ này cũng có từ mốt rồi, một biểu lơ anh chị sửa chỗ đây là tiêu nha anh chị. Phải hai cái từ mà nó giống hoàn toàn 100%, nó không có cái dấu phẩy chính giữa đó. Ok, nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sửa lại thành cái từ tiếng Việt sản phẩm nổi bật là xong rồi. Chúng ta kéo xuống, chúng ta lưu lại và giao diện khách hàng, chúng ta refresh lại đó. Ok, chị thấy không? Rồi tương tự reason board. Reason board là ý nghĩa của tiếng Anh, nó là giống như những cái bài đăng gần đây, nghĩa là cái bài nào mới nhất thì nó bỏ trong cái reason board. Thông thường nó sẽ có 10 cái bài ha. Reason board đổi lại là bài đăng mới hoặc là sản phẩm mới về, vân vân, đúng không? Thì nhiệm vụ của mình là cũng mình làm tương tự, mình copy cái từ này, sau đó mình vào mình tìm một cái file nào đó, giả sử mình trên cái file này đi, mình coi thì nó có cái từ này hay không, đánh Ctrl F, sau đó anh chị dán cái từ này vào và anh chị nhấn Enter, chắc chắn là nó không có, đúng không? Cũng là trên một cái giao diện nhưng mà cái từ này là bỏ trong một cái file khác, cái file code khác. Thì anh chị search ha, coi thì nó nằm trong cái file nào. Ví dụ như từ Richmore thành sinh tiếp này, thì đầu tiên anh chị cứ copy cái từ Richmore, sau đó mình qua bên đây sửa ha. Thường cái từ Richmore nó nằm trong cái mục là phần tên Home, Ctrl F search cái từ Richmore. Đó, Richmore này anh chị thấy không? Richmore. Rồi, ok, anh chị sửa lại thành cái từ là xem tiếp. Rồi, ok, chị lưu lại, chị lưu cập nhật tập tin Richmore thành xem tiếp. F5 anh chị nhấn F5 lại. Ok, đó, nó trở thành xem tiếp rồi. Những cái phông chữ ví dụ như bằng tiếng Anh này, tiếng Anh mode và builder thì dịch sang tiếng Việt nó giống như là những cái bài đăng nổi bật hoặc là những cái sản phẩm nổi bật, bài đăng nổi tiếng vân vân. Thì mình muốn tinh chỉnh cái phông chữ, tại vì cái đối tượng khách hàng của mình là người Việt, thì mình đỡ tự nhiên cái mục này bằng tiếng Anh thì thấy nó kỳ kỳ, đúng không? Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.